Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ngồi trước màn ảnh nhỏ để chia sẻ những khoảnh khắc thật ngộ nghĩnh và đáng yêu của các bé. Trước tiên, cho phép Thanh Thảo được giới thiệu hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường, diễn viên Mai Phương. Và nhân vật thứ hai là thạc sĩ Tonya, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Susu tên thật là Nguyễn Dương Ánh Minh, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Cậu bé Dương Trí Thiện, 4 tuổi 8 tháng. Cái chỗ này là đi để hình nè. Có vẻ như cô nàng Susu đang rất háo hức với chuyến đi chơi nên không tập trung vào việc nghe lời mẹ dặn. Con xong rồi, hai chụp hình cái ly của anh hai nha. 11 giờ rưỡi đi, mày đứng đây mày đợi nghe không? Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.